Coi cô này cô lại kể như Đức nghe câu chuyện, cô nói: dạ thưa thầy, con sanh đứa con từ khi còn nhỏ con cũng dạy dữ lắm thầy. Con dạy nó: con ơi, sau này lớn lên làm nghề gì làm, đừng có làm cái nghề móc nói, đừng có làm cái nghề mà chăm thọt người này người kia nghe con. Con dạy dữ lắm thầy ơi thầy, mà sao tự nhiên con nó lớn lên nó nghề gì nó không làm, nó làm cái nghề chăm thọt thầy. Những Đức nói: cô đừng có buồn, con người sanh đến cuộc đời này nó có nghiệp chướng khác nhau. Cô tí có dạy cô cũng tròn cái trách nhiệm của cô rồi, nhưng con của cô do cái nghiệp của nó mà làm nghề đó. Chứ bây giờ mà nói mà cho người ta chọn trong cuộc đời này, không ai đi làm cái nghề chăm thọt mà kiếm tiền đâu quý vị. Cũng không ai mà đi làm cái nghề nói xấu người ta đâu quý vị, hiểu không? Mà cái câu này cô nói câu hay nghe quý vị. Bà nghe pháp nhân Đức giảng mà nói câu hay thiệt. Nó nói nè, con nói với thằng con trai, con nói con với con, con tối ngày đi nhìn ngó lỗi lầm của người ta, con cái lỗi lầm người ta giống như người ta đánh giấm gì đó con. Mà con vừa nghe đánh giấm một cái là con ngửi được mùi đánh giấm, con đến để con coi. Không lẽ mẹ sanh con ra nuôi con khôn lớn để cho con đi ngửi mùi đánh giấm sao con? Quý vị biết cái bà này công nhận, bà nghe mình giảng pháp bà nói một câu, nghe bà dạy con mà cũng đặc biệt thiệt quý vị. Xong những Đức khuyên, những Đức nói: bà cụ ơi, bà dạy con bà vậy là làm mẹ bà dạy được, được rồi đó, thôi kệ, nếu mà nó thì sao kệ nó không nghe thôi. Nghe bà cụ, bà nghe lời những Đức, từ hôm nay bà niệm Phật đi, bà niệm Phật đi bà mới cứu được thằng con của bà. Tại vì nó làm cái nghề đó sau này nó đọ là chắc chắn, nên bây giờ bà muốn cứu nó thì bà phải về thế giới cực lạc. Bà về cực lạc bà mới cứu nó, nghe không? Chứ bây giờ bà dính mắt nó bà không có cứu nó được đâu. Thôi những Đức khuyên bà, từ hôm nay bà thường đi đến chùa bà niệm Phật đi, để nó làm gì nó làm. Bây giờ bà nuôi nó khôn lớn rồi, nó có cái nghĩ của nó, bà không có cản nó được đâu. Thôi kệ nó đi, nó thích đi ngửi mùi đánh giấm thì kệ nó. Bà cứ lo đi niệm Phật để cầu sanh cực lạc, về cực lạc mới cứu được nó, nghe cụ. Đó. Nên á, mình sanh con nghe quý vị, sanh con nuôi con chứ không có sanh được tấm lòng của con đâu. Nghiệp chướng mọi người khác nhau, nên quý vị gặp được Phật pháp quý vị cố gắng niệm Phật đi, siêng niệm Phật, nghe không? Đi đứng nằm ngồi cố gắng niệm Phật, niệm Phật là hay nhất. Chúng ta rất là mừng quý vị, mỗi ngày chúng ta hướng thượng quý vị ơi. Hướng thượng là gì? Niệm Phật cầu sanh cực lạc là hướng thượng chứ gì quý vị. Rồi mình nghĩ cái chuyện giúp đỡ người khổ đau là hướng thượng chứ gì, đúng quý vị? Vỗ tay mà cũng vô đan, hiểu không? Đó. Nên á, rồi mình mỗi ngày ăn chay niệm Phật phải hướng thượng không quý vị? Đó. Rồi mỗi ngày mình cạo đầu phải hướng thượng quý vị? Nên quý vị biết rằng là mình cạo đầu để mình nhắc mình, nhắc mình mấy cái việc mà sân si nên giảm. Mỗi lần mà mình cạo đầu là mình nhắc mình sân si nên giảm, tha thứ nên tăng. Sân si nên giảm, tha thứ nên tăng. Vui buồn phát triển, buồn phiền tiêu mất. Nghe không? Vui thì phát triển, buồn phiền tiêu mất. Nhớ nghe. Mỗi lần mình cạo đầu, mấy anh em mình đi tu, mình cạo đầu là mình nhắc mình vậy đó. Đó, nên những câu chuyện như Đức kể, như câu chuyện ngày Xá Lợi Phất nè, quan trọng chưa? Muốn giảng sanh là phải đi ngược dòng nước. Hồi chiều mới gặp ông cụ, ông ở gì hồi nói đại nó là ở Campuchia gì, tới đây đi, tỉnh nào đó. Ông đến ông gặp những Đức, lúc đang vừa ăn cơm xong thấy ông cụ tội nghiệp, ông cầm con cây gậy, một cái chân thì bị què, còn cái gậy thế cái chân kia đi. Vừa ăn cơm chiều xong, những Đức cũng vừa ăn xong chén bột. Lúc này ăn bột lớn tuổi răng yếu ăn cơm không nổi.
Hiểu không? Thì vì biết rằng ông đến, thấy ông trong gậy đến, thì mấy chú bước ra, ông cản lại thì chờ cơm xong rồi mới gặp. Như thế nào để ông cụ lợi đi, tội nghiệp ông. Ông chống gậy ông đi mà ông bước gần tới mình mà kêu ông lui lại, tội nghiệp ông quá. Thấy không? Từ khi người ta khỏe, còn này ông tặc nguyền tội ông. Thấy ông ngồi xuống có gì không ông cụ? Nói xin thầy được ở trong chùa. Nói ông ở đâu mà đến đây? Nói ở Campuchia. Đến đây. Rồi ông năm nay nhiêu tuổi? Ông nói 70 tuổi rồi. Rồi con cái sao mà ông đi đến đây? Ông có mấy đứa con? Vừa nhắc chỗ này cái nghe vị, ông im gu. Vì biết ông làm sao? Tưởng nó hương linh nhập không? Nói ông cụ bình tĩnh. Như Đức hỏi ông, con ông có biết ông lên đây không? Ông nói con có ba đứa con. Nó đuổi con hết rồi thầy ơi thầy. Ba đứa con đuổi ông. Như Đức vừa nghe đúng câu vậy thôi. Như Đức nói, Như Đức cho ông ở chùa niệm Phật đó. Nhưng ông nhớ, chùa rất nhiều người già, mà đã là nhiều người già thì nhiều tính tình. Cũng như chúng ta, thời gian đi tu rất là trễ, nên tuy là vô chùa tu nhưng cũng còn nhiều người khó tính lắm nghe ông cụ. Ông cụ muốn ở trong chùa thì ông cụ phải tha thứ cho nhau. Ông cụ thấy không, mình sanh con, mình nuôi con khôn lớn vậy mà bây giờ con nó còn đuổi mình. Thì bây giờ đối với con người sống với nhau, có khi một hai lời không vừa bụng, việc này bình thường. Mình là người đang tu sửa mà, đang sửa đổi lỗi lầm mà. Nên ông cụ nên kiên nhẫn ở nghe không. Chứ gặp một hai chuyện không vui ông đi về, lúc đó thì ông suy nghĩ lại đi. Con mình nó đã đuổi mình rồi, giờ mình có chỗ cho người ta cho nương tựa, không lấy một cắt bạc, rồi mấy chú chăm lo cho ông, việc này là quá mừng rồi còn gì nữa. Nhưng Đức khuyên ông nên kiên nhẫn ở trong chùa để ông niệm Phật và phát nguyện cầu sanh cực lạc đi. Nhưng Đức hỏi, ông ở nhà có nghe Như Đức giảng pháp không? Ông nói dạ có. Nghe lâu chưa? Dạ mới 3 ngày. Nghe mới 3 ngày lên đây luôn. Thấy chưa? Nên tu nhất kiếp mà ngộ nhất thờ. Nha. Mới 3 ngày đi lên đây. Đó. Xong Nhật Đức nói nhận ăn, nói thôi chở qua đưa cho chú Tâm đi. Bên đó có mấy chú không chăm, ông cụ. Nó có ông cụ nữa đưa qua đó. Con bỏ đó. Mình nên tìm hiểu, mỗi ông cụ và cụ có hoàn cảnh khác nhau. Và thời gian đi tu rất là trễ. Nên chúng ta đã khi nuôi người già thì chúng ta phải có thật sự có tâm tha thứ. Một số việc chúng ta có thể tha thứ được. Nhưng nếu ở trong chùa mà không tu gì mà quậy quýnh người này chửi người kia thì không được. Nhưng mà một số việc mình có thể tha thứ. Khi mình nói xong các ông cụ và cụ biết nghe lời thì mình cứ tha thứ cho các ông cụ và cụ đi. Thật sự cũng khổ quý vị. Sanh con nuôi con khôn lớn mà bây giờ con đuổi ra khỏi nhà. Nhắc đến con cảm động lắm. Nên những Đức nói rằng tất cả các ông cụ và cụ vô chùa mình đừng có cảm động nữa, đừng có buồn nữa, đừng có buồn con cái nữa. Bây giờ ở đây mấy thầy, các chú, các cô trẻ, các vị cứ coi họ như con của mình đi, như những Đức cũng như con quý vị đi, gần gũi quý vị quanh năm, giúp cho quý vị được bình an, không cần lo cơm ăn áo bằng. Việc này là chúng ta cảm thấy hạnh phúc rồi. Hãy quên đi, quên đi những cái việc mà trong cuộc đời mình đau khổ đi. Nghĩ rằng đó là cái việc mà mình đã tạo ra cái nhân. Bây giờ cái quả mình phải chịu đi quý vị. Đừng có buồn trách con rằng vì sao mình sanh nuôi khôn lớn cho ăn học mà bây giờ đối xử với mình vậy. Đừng có trách nó nữa. Mình hãy nghĩ rằng người ta đến đây để đòi nợ mình, và mình là người để trả nợ cho người ta. Mà trả nợ cho người ta mình lại hưởng được cái ăn huệ rồi. Ăn huệ là bây giờ mình có bao nhiêu người con trai, bao nhiêu người con gái chăm lo cho mình đó. Hãy nhìn đó mà cảm giác có an ủi trong cuộc đời mình đi quý vị. Còn tất cả những cái buồn
nghĩ đến những cái vị vãng qua rồi, qua đi. Nên những đức thường đọc cái câu á, vị vãng qua rồi chớ vắng vương, tương lai chưa đến chớ lo lường, hiện tại tâm bình thì là đạo, niệm Phật tự nhiên sẽ kiết tường. Hiểu không? Niệm Phật đi, mọi việc đều sẽ qua hết thôi à. Đó, quý vị gặp được những ngôi chùa này quý vị mừng lắm. Tại vì Hòa Thượng xây chùa mục tiêu nuôi người già. Ở đây những đức với các anh em lại có tâm thương người già. Thấy không? Mình thật sự có tâm thương người già. Nên những đức nói rằng ai khắp nơi nơi chưa hiểu chùa mình nên đến đây ở vài bữa mà tìm hiểu. Thật sự nên tìm hiểu đi quý vị. Trong cuộc đời nó cũng có nhiều người xấu, nhưng nó cũng có nhiều người tốt lắm quý vị ơi. Trong đạo thì cũng không phải hoàn toàn tốt hết, mà cũng không phải hoàn toàn xấu hết đâu quý vị à. Thấy không? Bất cứ một quốc gia nào cũng có thiện và ác hết. Nếu hoàn toàn ác thì diệt vong, còn hoàn toàn thiện thì không phải cõi ta bà. Nên có thiện có ác, nhớ kỹ. Nên chúng ta đã làm việc thiện, làm việc tốt, thì cái mà thử tâm mình bằng cách là người ta không chấp nhận mình làm việc thiện, và người ta cho mình không phải làm thiện, và người ta tìm mọi cách để không cho mình làm thiện. Đó là cái thử cái tâm mình, coi mình có phải thật sự thiện hay không. Nhớ nghe quý vị. Ví dụ như mình có tâm mình nuôi bao nhiêu người già, mà duyên mình đã hết rồi, mà cái duyên hết tự nhiên thì không có sao. Nhưng mà mình chen vào để mình ngăn chặn cái duyên giúp người thì quả báo mình tự chịu. Còn bản thân mình đủ duyên mình làm, hết duyên mình buông, thì công hạnh mình đã hoàn toàn viên mãn. Nhớ. Bất cứ một công việc gì trong ngôi tam bảo cũng vậy. Mình đã làm tặng đáy lòng rồi mà người ta kêu mình nghỉ là mình cứ nghỉ đi, vì công hạnh mình đã viên mãn rồi. Đừng có nên lôi kéo. Sự tu hành của con người, niệm Phật cầu sanh cực lạc hay bất cứ một cái pháp nào, thì cái quan trọng nhất của chúng ta để gài dựng cái gốc đó là giải thoát. Cái giải thoát là cái quan trọng nhất cho người tu hành của chúng ta. Cái thiện gì, thiết pháp, nuôi người, làm bất cứ một cái thiện gì vẫn không bằng là gây dựng cái tâm giải thoát. Nhớ kỹ, gây dựng cái tâm giải thoát là quan trọng nhất. Khi một người gây dựng cái tâm giải thoát cực kỳ mạnh thì tất cả các việc thiện vì làm là giải thoát. Nếu như quý vị không gây dựng cái tâm giải thoát làm gốc thì tất cả việc thiện quý vị làm dù có tu giỏi cỡ nào, tổ sư nói đó chỉ là phước báo nhân thiền. Đó là phước báo nhân thiền. Nên phải gầy dựng cái tâm giải thoát cho cực kỳ mạnh, đừng nên phan duyên đối với cái thiện. Đã là đủ duyên thì cứ mạnh dạn chân thật mà làm, đừng có lo trước lo sau nhiều quá. Hãy vì người mà làm bằng cả tấm lòng của mình, cũng cực lắm nhưng phải làm. Nhưng khi đã không có duyên làm nữa thì nghỉ. Đó mới là cái người có tâm tu giải thoát. Còn khi đã không có duyên làm mà đi miễn cưỡng, đi phan duyên, sai. Mục tiêu chúng ta tu đạo là để giải thoát. Mà giải thoát chừng nào? Bây giờ giải thoát. Cái tâm hiện tại đang tu là cái tâm hiện tại phải có giải thoát. Nếu như quý vị thường có tâm giải thoát thì quý vị càng tu là một cái người dễ tin, càng tu là càng nhìn thấu buông xuống. Vì quý vị có tâm giải thoát, tất cả những gì mình tạo ra là để lợi ích cho người ta, chứ không phải tạo ra để cho mình. Như vậy thì cái lợi ích là để cho người khác. Mà nếu người khác có phước có duyên thì người ta hưởng được cái lợi ích. Người khác không có phước có duyên thì dù mình có muốn cho họ lợi ích thì cũng không bao giờ được. Nhớ đó nghe. Nên tha thứ là vàng nghe quý vị. Tha thứ là quý nhất trong cuộc đời mình. Không có được hận thù ai cả, không có nên hận thù ai hết. Ngài Xá Lợi Phất mà moi mắt Ngài đạp xuống đất, Ngài hơi thối tâm một chút, quay về tự tu. Mình người ta chỉ nói mình vài câu thôi, từ ở phương xa
hoặc là người ta dùng lời lẽ ở đâu mình không biết mặt mày người ta, mình đi hặn làm cái gì quý vị? Thôi khỏi đi, lo niệm Phật đi quý vị à. Niệm Phật là tốt nhất, siêng niệm Phật là tốt nhất. Nên tất cả Phật tử khắp nơi nơi, ai biết những đức, quý những đức, niệm Phật dùm những đức một câu là điều những đức cảm ơn quý vị nhất. Đúng không? Cảm ơn nhất. Và đại chúng mỗi ngày siêng niệm Phật là quý vị cảm ơn Hòa Thượng nhất, cảm ơn những đức nhất, cảm ơn quý thầy, quý chú và đại chúng, và khắp nơi nơi người ta cúng dường cho mình xong. Chỉ có niệm Phật mới thật sự cảm ơn. Nên tổ sư nói rằng bao nhiêu lời tốt vẫn không bằng câu ai với đạo Phật, chứ đừng nói chi là lời không tốt. Nhưng phải có người nói những lời nói để cho mình nghe. Nhớ kỹ, vì có nhiều khi mình niệm Phật không, mình không hiểu, nên phải có người nói cho mình nghe. Còn quý vị đã không nói được thì quý vị nên niệm A Di Đà Phật đi. Nên niệm Phật là tốt nhất. Những đức thấy mình học Phật thấy hay quý vị. Người mình nó ưa cười, gặp ai cũng cười. Tại vì sao? Vì tâm mình nó vui. Người xưa nói một nụ cười 10 thang thuốc bổ mà. Mình mà thường cười thì không có cái bổ nào bằng cái bổ này à. Nên Hòa Thượng Tiên Hóa ngày có nói một câu, vì thấy mỗi ngày, vì thấy tôi thường vui, vì biết vì sao mà tôi thường vui không? Vì tôi thường niệm Phật. Tôi thường niệm Phật nên tôi thường vui. Như giờ nhà Đức đi nấu ăn đồ, công việc nhà Đức đâu có lên chánh điện được đâu quý vị. Nhưng hồi sáng giờ nhà Đức cũng lễ Phật được 3 lần. Hồi nãy nhà Đức qua đây hồ cấp hình như là 5:15-20 vậy đó. Xong nhà Đức qua phòng nhà Đức lễ Phật được tới 5:37. Rồi xong những đức bận áo những đức qua đây. Thế vì thấy cũng lễ Phật được 10 mấy 20 phút. Thấy không? Nghĩa là ý những đức muốn nói câu này là để làm chi? Để mỗi một người mình có bận biểu cỡ nào đi chăng, mình phải biết tự sắp xếp cho mình được tu. Mình sắp xếp cho mình được niệm Phật, lễ Phật. Nghĩa là nhất định mình phải có thời gian rảnh chứ. Ví dụ như những cái thờ tu mình không lên tu được thì mình sắp xếp cái giờ mình rảnh mình tu. Mình tu được một chút mình mót lại. Và Thượng Chí Tịnh khi còn tại thế ngài nói một câu: khi quý vị siêng mót á, có khi nó còn hơn thời chính nữa. Nên bản thân mình phải tự siêng tu, siêng niệm Phật. Mà quý vị siêng niệm Phật, siêng tu là phương pháp sám hối hay nhất. Lễ Phật là phương pháp sám hối hay nhất. Thí dụ như giờ ai mà ngồi vậy cho mình lại người ta đi, mình ta không ngồi nổi đâu. Ta ngồi không có nổi. Nhưng mà mình lại Phật để cái tự tánh Phật nó phát triển. Lại Phật để tự tánh Phật phát triển. Mà khi tự tánh Phật phát triển thì tự nhiên mình có tâm tha thứ. Thì lúc đó gọi là sám hối. Sám hối là gì? Là tha thứ. Sám hối là tha thứ. Nhớ nha. Người còn sống hay người đã chết gì gì, quan gia trái chủ đi theo gì, tha thứ là sám hối đó. Mà tha thứ là tiêu nghiệp. Nên hôm nay chúng ta có bài học gọi là tha thứ là vàng. Vàng là cái quý nhất người ta thích. Tha thứ thì tự nhiên đó là cái quý nhất. Vì nhớ kỹ nghe. Mà mình mang tâm tha thứ thì mình thường vui. Tha thứ là vàng. Tha thứ là quý nhất của con người. Chư hương linh hay gì vậy? Đeo đuổi theo người ta để chờ cơ hội báo thù.
Nếu như quý vị tha thứ thì quý vị sẽ có niềm vui an lạc liền. Con người gì? Mình hận thù người ta là mình khổ. Mình tha thứ thì mình sẽ có niềm vui liền. 100% nữa, vị để ý đi. Khi vị tha thứ là vị sẽ thấy có niềm vui liền, chắc chắn luôn. Còn khi mà mình không có tha thứ là mình ăn không ngon ngủ không yên. Cái tâm này nào không tha thứ là nó sẽ hận. Mà hận là chúng độc quý vị ơi. Có những người chúng ta chưa nghe đạo nghe quý vị, chúng ta có thể hận thù một người mà thời gian lâu lắm. Và có những người cũng nghe đạo luôn mà cũng hận thù dai ác đạn. Mà hận mà thù mà lâu là chúng độc sâu ha, ghê không? Hận thù lâu chúng độc sâu chưa? Mà cái chúng độc sâu nhất là ngay tim. Chúng độc sâu nhất là ngay tim, biết không? Cái tim mình mà nó đã chúng độc vào tim rồi là khó cứu. Khó cứu đó quý vị. Ví dụ chúng độc bên ngoài đồ còn dễ cứu, chứ chúng vô tim khó cứu. Quý vị thấy có những người đã thất tình không? Mà thất tình là quý vị biết chúng độc đâu không? Tim. Vì thương người ta quá mà bị người ta bỏ rơi thì bản thân mình đau lòng. Mà cái lòng mình là cái gì? Là tim. Gọi là đau tim đấy quý vị. Người mà thất tình là bị đau tim. Nên đau tim nó mới thất tình. Mà cái người thất tình là cái người thiếu tình. Thiếu tình nó bị thất tình. Thất. Thất mà sao dư được, thất là thiếu. Đúng không? Nên nếu như con người mình mà cái tâm mình bao la, mà tâm là tim á, tim mình, trái tim mình rộng lớn bao la thì mình không có thất tình. Còn nếu như mà trái tim mình chỉ có để một người vào trong tâm mình, trong tim mình thôi thì mình dễ thất thoát. Lỡ có cái chuyện gì xảy ra mà người ta phụ bỏ mình gì là mình xỉu. Xỉu. Hiểu chưa? Đó, nên mình sẽ xỉu. Mà cái xỉu thì là gì? Xỉu là không có xương sống. Người xỉu là không có xương sống quý vị. Xỉu. Em không? Đó. Nên có cái người này gặp những đức, kêu những đức là thôi thầy hôm nay giờ giảng thì đừng có cười nữa. Này, những đức này không cho tôi cười, giết tôi còn sướng hơn. Em không? Người mà không có nụ cười thì cái như là tiêu tan sự nghiệp cuộc đời. Nào, nào. Người mà không có nụ cười thì giống như bầu trời này thiếu đi không khí. Nha. Thế vì mà thiếu không khí bị cười nói không? Không, không bao giờ. Không bao giờ. Không bao giờ mà thiếu không khí mà cười được đâu. Nên mình là người đủ khí lực. Nên con người mình lúc nào cũng có nụ cười. Quý vị đừng có làm cho quý vị phải hao tổn khí lực nha quý vị. Cái người mà buồn dặn hận thù là hao tổn khí lực lắm. Giết quý vị bị mất đi chất xám. Xám là gì? Thông minh. Mất đi sự thông minh. Có người mà mỗi ngày mà bị vui vẻ hoan hỷ tha thứ là bị thông minh dữ lắm. Mà thông minh này là quý vị phát triển trí tuệ. Còn nếu như quý vị mà mỗi ngày buồn dặn hận trách là quý vị bị mất đi sự thông minh, chắc chắn luôn. Quý vị coi khi bị tức lên thì còn thông minh không? Không đâu. Tức không thông minh đâu. À, tức dễ dính bẫy lắm. Đó. Đó. Giống như một con voi mà nó lọt vào cái hố thì nó càng dùng dãy chừng nào thì nó càng lún sâu. Đó. Nên con người chúng ta rất dễ bị dính bẫy, ngay cái bẫy gì biết không? Cái bẫy người ta chọc mình tức. Đó, cẩn thận nghe. Này hết sức cẩn thận. Đó. Nên mỗi một con người chúng ta có sự chọn lựa. Chúng ta luôn luôn chọn lựa niềm vui để sống. Còn có những người trong cuộc đời này họ thiếu duyên thiếu phước quý vị. Họ chọn sự sống bằng cái nặng nề lo âu. Thì đó cũng là một con người thiếu duyên thiếu phước. Từ khi những đức học Phật tới bây giờ niệm Phật quý vị, làm như duyên phước nó phát triển. Mình chọn cả đời mình sống
lúc nào cũng an lạc, cũng vui. Con niệm Phật, con cầu sanh cực lạc rồi, nhưng con cầu Phật luôn luôn á, cho con được sống vui vẻ trong mọi cảnh duyên, dù được mắt thương ghét, con phải vui. Quý vị mới nhớ rằng khi con người mình có niềm vui nghe quý vị, thì mới có sự tha thứ. Quý vị ngồi suy nghĩ đi, khi quý vị mà vui rồi ai xin bị gì cũng cho chứ, dễ cho lắm. Nhưng khi quý vị mà buồn rồi xin quý vị không có cho, mà không cho mà còn chữ nữa, ngồi suy nghĩ có phải không? Ở đây bao nhiêu con người ngồi suy nghĩ có phải không, là khi mình mà bực bội ai mà xin mình không cho mà mình còn chữ nữa, mình nạt lại đó, thấy không? Mà khi mình vui á, xin dễ lắm. Nên quý vị lựa lúc nào mà như đức vui vì cái xin đi, biết cho hết chân thấy không? Nó đó là vui á. Nên quý vị biết rằng cái sự nhìn thấu buông xả nó không phải đơn giản như mình nghĩ đâu. Nên khi mà mình phát bồ đề tâm á, càng rộng lớn thì càng khảo đảo lớn. Tu là gì đó quý vị? Nên á, ngài Xá Lợi Phất á, cái thời gian tu hành của ngài quân tập nhiều kiếp lắm. Có một kiếp mà ngài quý vị là ngài tu hành, ngài chứng quả rồi đó, mà ngài phát nguyện. Phát nguyện rằng như thế nào? Bây giờ ngài muốn bố thí. Bây giờ không có tiền bạc hết chứ. Bây giờ ngài phát nguyện bố thí. Mà bố thí cái gì phải không? Thân mạng. Bố thí thân mạng, bố thí tai, bố thí mắt, bố thí chân, bố thí bụng, bố thí ruột, bố thí hết luôn. Ghê không? Kinh chưa? Nó cái hạnh tiểu thừa tu không đơn giản quý vị, dữ dằn lắm á. Tu khắc tự lực mà. Thì biết rằng là vừa phát cái nguyện đó một cái là người trên cung chờ thì hiện xuống liền. Thì hiện xuống ngồi ngay cái dọc đường khóc. Ngày Xá Lợi Phất này sẽ lỡ ngày hỏi: người vì sao ngồi đây mà khóc lóc thê thảm như vậy? Nói rằng mẹ của tôi bị bệnh, mà cái bệnh của mẹ tôi bác sĩ kê cái to thuốc là phải có một con mắt, mà con mắt này là phải con mắt của một vị tỳ kheo tu hành thì mới trị được cái bệnh cho mẹ tôi. Thì ngài Xá Lợi Phất nói: công nhận hay thiệt, vừa phát nguyện gặp cơ hội liền. Được, tôi tặng cho người một con mắt đem về trị bệnh cho mẹ người đi. Tôi là xuất gia tỳ kheo. Mừng quá mừng, bắt đầu nói: nè con mắt tôi, người lấy đi. Nó không dám. Ông cúng thì ông cho thì ông móc, tự móc con mắt ông đi. Chứ tôi lỡ tôi móc bậy bạ, người làm quan người ta tưởng cho tôi ăn cắp con mắt của ông, nó bắt tôi làm sao? Nên vậy đúng rồi, nó cũng đúng. Mình đã cho thì con mắt mình tự mình móc, chứ kêu người ta móc ai dám. Nói quý vị thì biết rằng trong lòng người nói có hai con mắt thôi, cho mẹ của thằng này một con đi, cho nó con mắt tay trái, còn mắt tay phải xài cho nó đặc biệt hơn, thấy không? Đó thì ngày móc con mắt tay trái, ngày đưa, vừa đưa một cái thì nói: ôi ơi tôi quên, bác sĩ nói phải con mắt bên tay phải xài mới linh, nãy tôi quên nói với ngài. Thì ngài trong lòng nói: tặng ta con mắt còn con xài, nghĩ là móc con mắt tay trái còn mắt tay phải cũng ngon, mà mình cũng có lỗi là do mình không hỏi nó kỹ là nhãn con mắt nào, mà tự móc con mắt tay trái xong rồi bây giờ nó nói con mắt tay phải, lỗi là do tại mình. Nghe ghê không? Dặn phát tâm Bồ Tát đạo nghe, moi luôn con mắt bên tay phải luôn,
khỏi có con mắt nào luôn. Kinh chưa? Đó. Ai tu bằng các ngày chưa? Đó. Thì xong đưa hai con mắt, nó cầm hai con mắt liên xuống lấy chân đạp. Nó con mắt gì đâu mà hôi rinh, liên xuống đất đạp hai con mắt chà 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 dưới đất. Cái cảm giác mình biết, nó liền con mắt đạp con mắt mình biết. Đạp xong chửi bỏ đi. Người hồng thử thách kinh chưa quý vị? Nó cái chuyện ai chịu nổi. Nên cái hạnh tu đó, mình chịu nổi không? Mình tu được không? Mình sao có năng lực đó? Không làm được rồi. Nên Đức Phật mới nói là thờ mạt pháp, mình niệm Phật mới thành tựu. Vì một mặt là tính nguyện niệm Phật, còn mặt thứ hai là Phật rước mình, nên mình mới làm được. Còn tự lực là tự đi là tiến nổi rồi. Thấy làm sao chịu nổi đây? Làm sao đây? Trong lòng cảm thấy buồn, chúng sanh khó độ lắm. Cho hai con mắt đó mà nó còn liện xuống, nó lấy chân nó chà, trong khi giờ mình mù luôn rồi, nó chửi mình nữa chứ, vì coi sao. Ngài không có chửi lại, nhưng mà trong lòng Ngài nói thôi, phát tâm Bồ Tát đạo khó quá, thôi trở về tự tu, không có phát tâm Bồ Tát đạo nữa. Vừa mới nghĩ vậy thôi thì người cung trời biết liền, trên cung trời rải hoa xuống cúng dường cho Ngài, nói: này tôn giả, chúng tôi chỉ là vừa cảm giác được cái nguyện của Ngài đã phát, nên đến để giúp cho cái nguyện Ngài được viên mãn. Thôi Ngài hãy phát tâm Bồ Tát đạo lại đi, công hạnh của Ngài cũng như đã viên mãn rồi. Kinh không quý vị? Tu hành mà đâu có đơn giản. Mình tu tịnh độ chứ dễ nhất rồi, không đến nỗi bị móc mắt nha. Ai mà lợi sinh những đứa con mắt, những đứa nói Nam Mô với Đạo Phật không được. Không quý vị, mình biết thân phận mình quý vị. Thôi để hai con mắt tôi xài cho, không dám đâu. Chuyện này làm không được. Thôi quý vị đi xin mắt người khác đi. Tôi không dám làm chuyện này, thấy không? Mình biết mình, biết căn tính mình quý vị. Ai dám? Thôi khỏi đi, tôi niệm Phật, chờ Phật rước chắc ăn hơn. Để hai con mắt tôi đi đường cho nó chắc. Chứ hai con mà đi còn té hoài, để móc con đi lộn mèo mất công. Chưa giáng sanh mà gãy cổ. À, đó, thì thấy chưa? Ờ, chưa, coi công đoạn. Người ta từ đó giờ người ta trồng cây đa vận. Là người ta trồng cây, người ta trồng gốc ở dưới đất, ngọn lên trời, đúng quý vị? Còn riêng cái ông này, ông trồng cây là gốc đưa lên trời, ngọn đưa xuống đất. Chưa từng thấy, đúng quý vị? Kinh thiệt. Nè, mấy anh em về, mấy anh em bấm vô cái Độc Lạ Bình Dương, mấy anh em coi đi, phải không? Cái gốc đưa lên trời, ngọn đưa xuống đất. Ông này cũng đặc biệt, do người ta sống ngược ngạo, thấy không? Chổng đầu xuống đất. Ông nói câu rất hay, ông trồng cây nói câu rất hay: sự sinh tồn cao độ, sức sống tự bảo vệ cho mình và sống tồn tại. Và ông có nguyên một vườn kiển cực kỳ đẹp, đúng là vườn kiển độc lạ luôn, gốc trên trời, ngọn dưới đất. Và trái, thường cái cây là trái nó sụ xuống, đúng không? Sức sinh tồn của những cái cây mà gốc trên trời, ngọn dưới đất, cái trái nó đưa ngược luôn, đúng là kinh thiệt. Xong mà ông đó nói một câu hay nghe. Ông nói một câu: trong cuộc đời có người cũng vậy, có những cái nghịch cảnh nghịch duyên, nhưng lại tạo ra cho mình một cái nguồn năng lực sống cao độ. À, xin thưa với quý vị là người tu hành mà thật sự có tâm giải thoát, là trong dòng đời quý vị đang đi ngược lại, hiểu không? Mình là người không tu thì mình bơ thuyền xuôi theo dòng nước, nhưng mình là người tu cầu giải thoát, quý vị đang đi ngược dòng, đang đi ngược dòng. Nếu như quý vị không cố gắng thì chỉ có lùi lại, chứ không thể nào tiến lên được đâu quý vị à.
Quý vị càng tu càng có tâm giải thoát thì càng bị khảo đảo, càng nhiều thử thách. Chúng ta đừng nói hai chữ oan ức làm gì. Nếu lâu lâu mà tối tâm quá thì nói một câu đi, cũng là thông cảm, nghe không? Tại mình là căn tính bèo, thì thôi thì mình cũng thông cảm đi. Lâu lâu mình tức quá, mình buồn quá, mình nói một câu làm sao? Ăn hiếp tôi quá, làm sao mà đàn áp tôi quá, tôi oan quá. Chèn khổ chèn. Rớt cái quạt. Cái tay này nó chọt quen rồi bây giờ. Kêu nó được nó chọt chọt cái tay, không được quý vị. Cuối cùng chọt tay vô cái quạt, rớt cái quạt luôn. Quen, khó sửa. Cứ từ từ. Thấy không? Nên để biết rằng là mình tu hành là thật sự đi ngược dòng nước quý vị à. Nên trong cuộc đời này ai là người niệm Phật mà nghĩ tương lai mình là người ở thế giới cực lạc thì quý vị đừng nói hai chữ oan ức. Không? Mà cái người mà ức ấy, là họ thường sao quý vị không? Phải không? Ức mà quý vị nó ức mà. Ức là gì? Là ức chế. Nó đang bị ngộp. Nó không thông, nó ngộp. Ngộp thì nó mới. Đó, vị thấy chưa? Ức chế, không? Đó, nên quý vị đừng nói hai chữ chữ quan. Ức, đừng nói. Tại vì sao? Vì quý vị muốn về cực lạc mà, thì phải đi ngược dòng nước. Cái người thế gian thì người ta sẽ nói quan ức, người ta sẽ kêu quan. Còn mình là người tu hành, có miệng cũng không muốn nói tới, có miệng cũng đừng nói nữa, vì không có oan ức, mà là trả nợ. Đúng chưa? Là trả nợ. Những điều nhà Đức chia sẻ đây, nếu quý vị mà ai là người làm được thì quý vị sẽ được lợi ích rất lớn. Nếu như thật sự chúng ta nhìn cái cõi đời này, sự hơn thua đấu đá tranh giành, khổ đau từ mang thắng này, thì nếu như quý vị thật sự muốn về thế giới cực lạc thì thôi hãy trả nợ một đời ngắn ngủi này đi. Mà Đức Thích Ca Mâu Ni ngài cũng nói rất rõ ràng, này các con, các con hãy trả nợ một đời ngắn ngủi đi các con. Nào, một đời ngắn ngủi này các con trả nợ, rồi các con hãy niệm Phật đi các con. Chắc chắn Phật A Di Đà sẽ đến rước các con về Tây Phương Cực Lạc. Thấy chưa? Thì thấy không? Đó là gì? Đó là bến đổ. Cái người khổ nhất là gì? Không có bến đậu. À, vị coi, một cô gái này không ai yêu, không ai thương, không ai cưới. Cô khổ cỡ nào? Họ vì sao cô khổ? Cô nói vì cô không có bến đậu. Đã thấy chưa? Không chi là con người khi mà cuối cuộc đời mình không biết đi về đâu, mình không có bến đổ, quý vị coi quý vị mơ màng cỡ nào, khổ đau cỡ nào chưa? Nên chúng ta tại sao chúng ta vui trong cái khổ quý vị? Vì chúng ta nghĩ tương lai Phật A Di Đà sẽ rước chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, nên đó là bến đổ đẹp nhất của chúng ta. Nghe không? Này quan trọng lắm nha quý vị. Đó. Nên quý vị nhớ, đạo tràng của chúng ta chia sẻ Phật pháp. Cái căn tính chúng sanh người ta dễ buồn ngủ, nên người ta có cái quạt sẵn, một là thời tiết nóng quá cầm quạt, hai là đưa cái quạt lên để đỡ buồn ngủ. Thông cảm à, thông cảm cho họ vì đưa cái quạt lên đỡ buồn ngủ quý vị ơi, chứ ngủ sao nghe pháp. Đó. Nên á, từ nơi đó mà cái cách chia sẻ Phật pháp những đức á, nó cũng có cái hài hước quý vị. Mà quý vị thích hài hước không quý vị? Nghe không? Làm cho anh ta đỡ buồn ngủ quý vị ơi. Nó làm cho anh ta đỡ buồn ngủ nghe. Ngày mai bên kia mình tổ chức khiếm thị. Nó. Nên á, bây giờ bệnh cũng sắp xếp tùm lum chuyện bệnh á. Hồi chiều mấy cô gặp những đức, mấy cô nói: Thầy ơi, thời tiết này sợ mai mưa quá.
thầy có lo không? Nhưng Đức nói không. Tự nhiên đi mình đi lo cái chuyện của ông chờ. Cái câu này rõ ràng mà đi lo gì nữa giờ quý vị. Câu gì nhớ không? Nắng mưa là chuyện của trời. Còn chuyện của mình là ở trần gian. Đó. Được không? Quý vị coi, chuyện nắng mưa là chuyện của ông chờ, giờ mình lo sao được quý vị? Mà mình là phàm phu, mình còn thương người què hoặc người mù, người nghèo, người khổ. Mình rủ người ta về, mình đem Phật pháp mình giới thiệu, mình dạy người ta niệm Phật, rồi mình tặng tiền cho người ta, rồi đặt xe cho người ta đi nữa. Vì có mình là phàm phu mà. Mình đã là phàm phu, mình không bằng ông chờ mà mình còn thương người ta làm gì? Ông chờ, ông có đầy đủ cái năng lực, ông nhìn, ông thấy. Ông thấy một ở dưới cõi trần gian có một người thương người mù gì, mà kêu người mù về y ngồi tùm lum xung quanh chùa. Từ ở trong mát cho tới ngoài nắng, xung quanh chùa ngồi ở ngoài, không có che chướng gì hết. Không lẽ ông chờ, ông nở lòng, ông cho đã mưa sao quý vị? Mỗi ngày ví dụ như nắng 35 độ thì cái ngày người mù thì giỏi lắm, ông cho chừng 40 thôi. Không, thì cho khoảng chừng khoảng chữ 30 thôi, giảm. Tại vì sao? Vì tội nghiệp mấy người mù nó ngồi ngoài nắng. Đó. Còn bây giờ mà ông để nắng mưa xuống thì mù nó chạy đi đâu? Tội nghiệp. Quý vị coi, mình sáng mắt trời mưa mình còn biết chỗ mình chạy mình chốt. Còn bây giờ mù mà đông ngồi y gì? Bây giờ những đứa hỏi quý vị, bây giờ mưa xuống là chạy đâu? Mà mình thương họ, mình lo cho họ, chuyện của thế gian mình làm. Còn cái chuyện ông chờ, ông mưa gió, cái chuyện đó mình đâu có giải quyết được quý vị. Tùy ổng thôi, ổng muốn mưa mưa, muốn nắng nắng, chuyện của ông chờ. Còn mình làm chuyện của ở dưới trần gian mình làm. Ông chờ ông thấy được, ông biết mình đang làm gì người ta. Thì bữa mai ông không mưa, mai ông không nắng. Còn nếu ông chờ ông nói, thật sự ông cũng thương. Nhưng mà mấy người khiếm thị này tu ít quá, ở trong đó cũng nhiều tên nó lẫn lộn bên trong, nó quậy phá. Nên thôi cho nắng gắt, mưa lớn để nó kiếm tiền được, nhưng mà nó cũng xứng đáng với cái công. Thì gắt chịu chứ sao giờ bị vị. Hiểu không? Tùy duyên. Sao đâu. Bây giờ kêu mình phải nặng gánh lo cái chuyện trên trời, mình có biết ông trời đang nghĩ cái gì vậy? Mà mình đi lo. Ý muốn nói với vị nghe, lo những chuyện mà mình có thể làm được, đừng nên lo những chuyện mà ngoài tầm tay mình. Trong cuộc đời này cái gì nó đến, chừng nào nó đến thì nó đến, còn nó chưa đến thì mình cứ sống cho đàng hoàng, cho tốt. Còn chừng nào nó đến thì giống như nước đến thì chúng ta ngăn, còn ngăn không nổi thì nó bể đê kệ nó. Chuyện nó của nước thôi, chúng ta không có gì phải nặng nề. Nên học Phật rồi sống sao cho nó đặc biệt, sống sao cho nó tự tại mới là người học Phật. Nên có nhiều người ta nói, hồi con thấy thầy nuôi nhiều người, con lo cho thầy ghê. Đức nói cô lo niệm Phật là cô lo cho những đức đó. Cô niệm Phật cô vui, cô đừng có buồn trách ai, chứ là cô lo cho những đức đó. Thấy không? Nên Phật tử của chùa mình, những đức nó dễ thương ghê. Chỉ cần hướng dẫn họ một cái thôi là nghe lời răm rắp. Những đức nói rằng, dù có quý mến những đức cái gì đi chăng nữa, ai nói những đức cái gì tuyệt đối không xía vô nghe. Ai mà xía vô là những đức nghỉ chơi người đó đó. Im re, không nghe cái gì chứ. Vì sao? Vì chuyện của mình là chuyện nhân quả của mình. Người ta xía vào thì người ta không để cho mình tiêu nghiệp trước. Pháp sư Hải Khánh, ông đi gánh nước con chó nhảy ra nó cắn ông. Người ta quýnh con chó, ông nói thôi, nhiều đời nhiều kiếp tôi cũng cắn nó, bây giờ nó cắn lại quề. Ông đang đi ngoài đường, người ta chạy xe đạp nó đụng ông văng vô lề. Người ta định quýnh cái thằng chạy xe đạp. Vậy mà ngài nói thôi, nghiệp chướng tôi nặng nề lắm, để cho tôi trả cho xong đi, để cho tôi về thế giới cực lạc. Nên ngài giáng sanh để là toàn thắng xá lợi quý vị. Thấy không?
Nên Phật tử của chùa mình á, những đức nói quý vị, những đức quý quý vị ngay cái những đức nói vị nghe lời. Nhiều người cũng tức lắm quý vị. Thì sao mà thầy ông vậy vậy mà nói ông vậy tức. Những đức nói không cần phải tức. Tức là chúng ta dính bẫy. Chúng ta phải cười. Những đức hỏi quý vị nè, một người chửi với người cười ai mệt hơn ai? Chửi mệt hơn cười. Cười khỏe hơn chửi. Cười lên đi. Không? Cười vẫn là ngon quý vị. Nói cho quý vị nghe, sống một ngày làm việc ý nghĩa còn hơn sống trăm năm vô nghĩa. Thà sống một ngày sống có ý nghĩa còn hơn sống trăm năm vô nghĩa quý vị à. Hãy nghĩ như vậy mà làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời đi. Khi làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời, ai có nói mình cái gì không phải, mình cứ làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Đừng bao giờ vì một hai lời nói mà tức tối không làm. Chúng sanh tội nghiệp cho họ không được hưởng. Chúng ta hãy nghĩ vì họ, chúng ta nên tha thứ cho những người không hiểu thì bị đặc biệt lắm. Nhớ nghe quý vị, tha thứ là vàng quý vị ơi. Nhớ nghe, đừng buồn giận hận trách ai, cả vợ chồng con cháu đừng buồn giận họ. Nhiệt tình với bạn bè phản mình cũng đừng hận họ làm chi. Hãy nghĩ mình trả nợ đi, thiếu nợ thì trả đi là tốt nhất quý vị. Thiếu nợ trả là tốt nhất. Rồi chúng ta quyết tâm về cực lạc. Mà muốn về cực lạc phải làm sao? Đúng rồi. Ở đâu là bình yên nhất? À, Tây Phương cực lạc. Ở đâu không có đấu đá hơn thua? Vậy quý vị muốn về cực lạc không? Ai muốn về cực lạc đưa tay lên coi. Mà muốn về cực lạc quyết tâm về phải làm sao? Rồi, vậy thì chúng ta niệm Phật để hẹn gặp nhau cực lạc vị ơi. Chúng ta đọc 12 lời đại nguyện quý vị, để phát nguyện từ người còn sống đến người đã mất. Phát nguyện niệm Phật sanh cực lạc nghe. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện
thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung. Liên qua con quá sanh, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Chúng ta quyết tâm niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới Cực Lạc nha quý vị. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.